Giờ chưa tín con. Thưa quý khán giả, đây là đại tổng lãnh sự của Hoa Kỳ. Giờ này buổi chiều rồi, không còn ai đứng trên vàng để xin như chiếu khán nữa. Đầu xuân sẽ về, nay em bay từng đường ngõ, mà tín con vẫn xa nghìn xa. Đó là tâm trạng của nhà báo, thưa quý khán giả. Khi mình về thì mẹ đã ra đi rồi. Chỉ tiếc rằng tại sao mình không về 2 năm sớm hơn để được cái là nhìn mẹ một lần trước khi mẹ ra đi. Vâng, thưa quý khán giả, nói tới mẹ thì không thể nào dòng được cái xúc động. Giá mà nhà nước Việt Nam mà mời nhà báo sớm hơn thì có lẽ đừng nghĩ được mẹ trước khi mẹ mất. Ba mươi sáu năm trở về Việt Nam thì mẹ đã ra đi. Ngày bố chết thì thề rằng không ngày nào còn cộng sản thì sẽ không về Việt Nam. Và bây giờ mình về rồi mình mới thấy rằng mình lầm lỡ. Mình mới hối hận về những cái gì mình đã quyết định. Quá sai lầm. Thôi còn nhưng mà mình vớt vát được chưa? Vớt vát được lần nào? Mẹ chứ em trông. Thưa quý khán giả, đây là Vương Cung Thánh Đường đang sửa soạn, đang tu bổ. Nếu mà quý vị không mỗi chủ nhật nào nhìn được những cái OBS nó chiếu lên, cái phần mềm OBS chiếu lên là đang có biểu tình, thì quý vị hãy nhìn để coi những cái video đó có được sửa chữa như thế này không. Nếu mà không có thì đó là những cái video cũ họ mang ra, họ cố tình là gọi là đánh lừa cái cặp mắt của những người xem. Đấy. Đây là chuyên tạc của... Vâng, thưa quý khán giả, bài hát của Nhật Ngân rất là hay. Nhất là Nhật Ngân nhá, là làm cái bài sau này nữa. Còn trong cái hát bây giờ bài sau này nữa là một xuân của mẹ. Cái giờ này con về thì mẹ ở đâu, tức là mẹ đã chết rồi. Thành ra một lời khuyên tất cả bạn nào còn mẹ, hãy cố gắng yêu mẹ. Bởi vì khi mà mẹ chết, giống như nhà báo 36 năm mới về thì mẹ đã ra đi 2 năm trước đó. Nếu mà về trước 40 năm thì chắc đã gặp mẹ rồi. Bây giờ mình đừng có trách cho là hoàn cảnh nữa. Mình trách cho chính mình rồi. Thưa quý khán giả, trước mặt là Dinh Thống Nhất, ngày xưa gọi là Dinh Độc Lập, thưa quý. Có người khen giọng ca truyền cảm này, Thu ơi. Mới tập hát. Cháu lên bàn. Yeah. Hình như là người Thanh Hóa đã có giọng hát rất hay, tôi thấy rất nhiều người Thanh Hóa hát rất là hay. Đấy. Khi mà tôi nhìn thấy Dinh Độc Lập này, tôi lại càng quý các anh bộ đội và chủ trương của nhà nước Việt Nam. Khi mà chiếm bất cứ cái chỗ nào, địa điểm nào miền Nam, không có phở đập phá. Giữ nguyên vẹn. Dạ. Giữ nguyên vẹn. Tất cả đồ nội thất trong đấy giờ dạ. Còn nguyên vẹn hết. Rồi. Dạ, vâng, là nguyên vẹn hết. Cặp ngà voi cũng còn nguyên vẹn. Dạ, vâng, tất cả đều nguyên vẹn, không ai ăn cắp hoặc cái thứ gì hết. Mà không ai nghĩa là nổ súng bừa bãi. Tôi bảo đảm quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà có chiếm được miền Bắc thì bảo đảm sẽ tan tành tất cả mọi thứ. Thì bây giờ nói rằng ai ác độc, ai tàn nhẫn, ai dã man. Nếu mà quý vị đi ra Phú Quốc, quý vị đi ra Côn Đảo, quý vị mới nhìn thấy rằng cái hành động. Thay đổi không khí, lại nhớ mẹ, lại nhớ em.
cái người của Thanh Hóa đó, cái giọng đó, nó không có nặng như người miền Trung, mà nó lại lai cái ảnh hưởng của Bắc. Thưa quý khán giả, nhà chúng tôi vừa đi qua cái khu vực hình như Vincom nào. Không, đó là tòa cao ốc văn phòng cà phê. À, vâng. Sắp ra tới Lê Lợi rồi. Phía trước mình là tòa nhà của Redco á. Còn cái tòa nhà mà màu xám xám Redco là của Campbellland, của công ty của Singapore. Ở trên đường Lý Tự Trọng và đường Đồng Khởi đó, nó có một cái Vincom, dưới đó có một cái quán. Tôi chưa có thời giờ để đi vào nó, đó là cái tiệm ăn buffet. Ở dưới đó hình như tiệm hình như là quán Hương Xưa vậy đó. Cả Đông Tây Nam, đây là dinh Gia Long ngày xưa. Đây bên tay trái chúng tôi, quý vị vào trong này sẽ nhìn thấy những cái tội ác của Việt Nam Cộng Hòa trong này. Và nơi đây là chính Tổng thống Ngô Đình Diệm, mà là ông Ngô Đình Nhu, ở đây từ dinh Gia Long thoát đi tới nhà thờ Gia Tám. À, có được học ở dưới rồi.